có Việt Minh và qua cái trận đánh Điện Biên Phủ cũng như cái sự giành độc lập của chúng ta. Và những cái bài báo ở trong lẽ dĩ nhiên là bài dân làm báo nó thì viết là không có chất thuyết phục rồi, ai cũng biết những cái luận điệu tuyên truyền rẻ tiền không thu phục được cái về đọc, bởi vì nó không có những dẫn chứng và nói theo cái cảm tính và suy diễn nhiều hơn. Và để trả lời thì chúng tôi thay vì có những cái bài viết để trả lời họ, bởi vì họ là những cái người mà gọi là không đáng để chúng ta quan tâm, không đáng để cho chúng ta trả lời. Nhưng mà những cái hình ảnh nhá, người Mỹ có nói câu rằng picture say thousand words, tức là cái hình ảnh nó nói lên bằng hàng nghìn lời nói này. Còn sự thật nó vẫn là sự thật. Nhất là cái cuốn mà video mà chúng tôi cứu mới cách đây 2 ngày đó, là cuốn video đó đó là do người Pháp làm, và họ phỏng vấn trực tiếp những cái người mà đã tham chiến trong trận đánh Điện Biên Phủ. Và những cái lời nói của từ miệng tiếng Anh của người Pháp, cũng như những cái biện pháp chế tài nhé, và những cái tướng lãnh Pháp đó khi trở về đã bị những cái cuộc điều trần cũng như lời thú tội thú nhận là họ đã thất trận. Nhưng mà lại ngược lại những cái người Việt Nam của chúng ta ở đây thì lại đi bênh vực đùm những cái sự thật mà họ đã nói ra rồi. Thì tôi không hiểu là họ làm những cái chuyện đó để làm những cái công việc gì, trong khi đó là đã nói rằng là hệ thống tin học bây giờ không thể che giấu được cái gì hết. Sự thật vẫn là sự thật, và lịch sử vẫn là lịch sử. Thành ra những cái lời lẽ của những người mà bênh nói rằng là cái cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ không phải là một cuộc chiến thắng huyền thoại, và cũng không phải là một cuộc chiến thắng thực sự của nhân dân. Và họ lại còn vơ hoàng vào đó là cuộc chiến thắng của các tổ chức, của những lực lượng mà gọi là cách mạng, như là Việt Nam Đồng Minh Hội, là Việt Nam Quốc Dân Đảng, rồi tân cả Việt Nam Đại Việt Đại Hiện Đại Khái. Chúng tôi không phủ nhận là những cái tổ chức đó, chúng tôi không phủ nhận những cái hình ảnh của Nguyễn Thái Học và 13 chiến sĩ lên đoạn đầu đài. Lẽ dĩ nhiên đó là những cái để mà thôi thúc lòng người, những sự thất bại của họ và sự đấu tranh của họ là chúng tôi không có phủ nhận. Nhưng mà họ đã làm được những cái công việc để mà gọi là tạo nên những cái sự phấn uất ở trong lòng dân. Nhưng mà không ai thể phủ nhận được là cái chiến công của trận Điện Biên Phủ. Chúng ta có coi những cái phim đó, chúng ta mới thấy được những cái hình ảnh là oai hùng. Và những cái người mà đã phải nói rằng những chiến sĩ quả cảm nhất đó là những người mang những cái ống mìn Bangalore. Quý vị nhìn trong cái video đó, hai người, một người thì mang một cái túi, trong đó là cái đồ bóng mịn, và một người cầm cái ống băng lo để liệt vào trong cái hàng rào. Để làm cái gì? Dạ thưa, những ống băng lo nó có mục đích là nó làm tất cả những cái dây kẽm gai ở chỗ hàng rào đó nó sẽ bị cháy và cuộn lại để mở đường cho các chiến sĩ của chúng ta tấn công vào điện đồi A1. Nhưng mà không phải là những cái dây kẽm gai đó nó cuộn vào rồi đó là nó xong đâu. Nó vẫn là những cái vật thể ở trên mặt đất, và nếu mà chân trần chân đất mà đạp vào thì vẫn là bị thương như được. Và những cái người mang cái ống, những ống băng lo đó là những người nằm ở trên mặt trận. Và qua cuốn phim quý vị nhìn thấy rằng á, những lớp hàng rào lớp như vậy
mà những chiến sĩ Điện Biên của chúng ta đã băng rừng chạy qua, và những hình ảnh dân quân đó là gọi là lội nước để tải đạn, và những chiếc xe cam nhông chở binh sĩ, hoặc là những cái tuyến người đi bộ hàng loạt, và những cái công nhân để chuyển vận bằng những chiếc xe đạp xe thầu, và những cái hình ảnh kéo pháo, thưa quý khán giả, không thể nào mà không xúc động được. Và chúng tôi không cầm được nước mắt khi mà đưa những cái bản tin ra lên. Vậy mà có những người đã phủ nhận những cái công ơn đó, những người đã phủ nhận những cái gì mà chúng ta đang có được ngày hôm nay. Nếu không có trận đánh Điện Biên Phủ, chắc chắn là chúng ta không có ngày giờ này. Và chúng tôi nghĩ rằng với một cái đôi bảy dặm mà nhà nước Việt Nam đã đi trong 20 năm qua, sau khi mà người Mỹ giải tỏa cấm vận, đã nói lên cái lòng cương quyết của chúng ta, nói lên cái sự thành công của chúng ta. Chúng ta, quý vị thấy là người ta có một chiếc xe mới ở bên đường để là donation cho cái bão Harvey. Chúng tôi cũng xin thông báo cho tất cả các quý vị, không nên cho tiền tất cả những cái tổ chức đứng ở dọc đường. Mà nếu mà chúng ta muốn cho đó, thì chúng ta phải hỏi anh có giấy phép để được xin đóng góp hay không. Phải rõ lên là những cái tổ chức mà chúng tôi